cỡ này rồi không lẽ cỡ gì, cho nên cổ ngồi xuống anh cái anh bỏ về thôi, anh không có thèm vợ chào chị nữa, chị đứng khoát là đi xong chị chào chị ngồi. Cô này cô nói cổ ngồi cổ quờ quờ cái tay cỏ với rác này với lá rừng á, chỉ quờ thôi nói quan âm ơi, ngài giúp dùm con, ngài thương con cho con được tìm chồng. Thì sao cô nói cổ quờ vậy thôi chứ không có ý gì hết, không cảm thấy gì hết, cái tự nhiên cô nắm được sợi dây điện. Cổ mới sáng trí, cổ nói tự nhiên lúc đó sáng trí à, cổ nói ờ có dây điện, có nghĩa là cái đường dây này nó bắt lên trên đó thì nắm theo đường dây này đi. Ờ à, cổ nói vậy á, cũng có chút sáng trí, bởi vậy trời giúp con bằng mình giúp chứ quan tâm mà giúp rồi mình không sáng trí làm sao mình đi. Tự nhiên cổ nói quờ được rồi thì mừng, nhưng mà lại bị chắc nó chưa bị bắt cây để buộc dây lên cho nên nó thả đường này, nắm đường này được. Còn nó có băng rừng đi lên tới nơi, lên tới đường dây đó mình tới nơi, lên tới nơi mấy ông hỏi bà đi đâu, ai dẫn mình lên đây, tại sao bà đi chỗ này đó, cũng là đang đổ bà. Bà nói không chú à, tôi không ai dẫn, tôi thấy có đường dây này nè, mà tôi làm cái đường dây nữa lên đó, mà tôi phải băng rừng lội suối tôi đó, cho nên tôi đến đây chứ không có ai dẫn. Nghe cái mấy ông cán bộ đó ha, bộ đội đó nói bà cũng ghen nha, bà dám lên đây nhưng mà thôi bà lên đây rồi giờ không lẽ tối sao bà về, bà cho bà ở lại đây đi. Chồng bà tên gì? À rồi bà nói tên chồng bà. Đây mấy người đó nói đây, tôi vô tôi coi danh sách coi có không, vô có ông ở đây. Cái bà nói anh ơi, chồng tôi không có phải chiến quan, chồng tôi lính mà không thả chồng tôi về. Bà nói lý lịch chưa rõ mày ở đó. Nhưng mà mấy ông cán bộ đó, bà nói chắc là thương một người phụ nữ mà đêm hôm mà băng rừng lội núi đi tìm chồng, cho nên nó nói vậy. Tôi cũng cảm động với cái hành động của chị nha, thôi tôi cho gặp ảnh. Bà nói tối hôm đó mà nói chuyện nhau thì bà mừng.